Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Nóng, Thầy Park công bố danh sách từ Việt Nam đấu Trung Quốc, Câu Phượng chính thức trở lại. Từ đạo Câu Phượng sẽ trở lại từ Việt Nam sau khi vắng mặt trong loạt trận vào đầu tháng 9. Trong danh sách lần này, huấn luyện viên Park Hauser điền tên 32 cầu thủ, Thủ môn Đặng Văn Lâm vắng mặt bởi anh đang chơi bóng tại Nhật Bản, nhiều khả năng sẽ bay thẳng sang địa điểm thi đấu chứ không về Việt Nam hội quân. Cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất trong danh sách lần này không ai khác ngoài tiền đạo Công Phượng. Đợt tập trung lần trước, Phượng vắng mặt do việc gia đình, hiện anh có mặt ở Hà Nội tập luyện, sẵn sàng tái xuất trong các trận đấu sắp tới. Tạm thời, bốn cầu thủ thuộc lứa U22, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình sẽ tập luyện cùng U22 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào ngày 7 tháng 10 tại sân vận động Sharjah, UAE. Đây là trận đấu trên sân nhà của tuyển Trung Quốc, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội bạn buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này. Sau cuộc thư hùng này, thầy trò huấn luyện viên Park ha seo -er di chuyển sang Oman để thi đấu trận kế tiếp với đội tuyển Oman. Trận đấu này diễn ra vào ngày 12 tháng 10 trên sân vận động Sultan Qaboos, Mukaz, Oman. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Phạm Văn Đức có thật sự gây thất vọng cho tuyển Việt Nam? Thưa quý vị, theo nhận định của nhiều khán giả, tiền vệ Phạm Văn Đức chưa có màn trình diễn thuyết phục trong hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Kể từ sau khi tái ký hợp đồng với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, và Văn Đức thi đấu tổng cộng 5 trận cho tuyển Việt Nam, gồm 3 trận lượt cuối vòng loại 2 World Cup 2022 gặp đội Malaysia, Indonesia, UAE và 2 lượt đầu vòng loại 3 World Cup 2022 gặp đội Ả Rập Xê Út và Úc. Tuy nhiên, ở 5 trận đấu này, trong lăng kính của nhiều người, Văn Đức đã không thể hiện đúng phong độ như kỳ vọng. Tại AF Cup 2018 và vòng chung kết Asian Cup 2019, Văn Đức chơi rất hay trong vai trò một tiền đạo cánh. Nhưng tại vòng loại World Cup, khi được đặt vào vị trí là một đầu của khối kim cương bốn cạnh ở hàng tiền vệ, Văn Đức chơi không thật sự tốt. Có cảm giác Đức hơi bị lạc lõng trong sơ đồ 3-5-2 hay biến thể 5-4-1 mà huấn luyện viên Park đang có xu hướng xây dựng cho tuyển Việt Nam. Ở trận gặp đội Ả Rập Xê Út, với 69 phút xuất hiện trên sân, Văn Đức để mất bóng đến 12 lần chuyên thành công 14 lần trong 25 lần thực hiện. Anh cũng không xuất hiện trong những điểm nóng khi đối thủ gia tăng sức ép tấn công. Điều này một lần nữa khiến Văn Đức và huấn luyện viên Park chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên sẽ là nghiệt ngã nếu như nói rằng Văn Đức đã chơi không tốt trong tất cả các trận đấu. Giang trận gặp Úc, Văn Đức chịu khó lùi về để tham gia hỗ trợ phòng ngự, không đến mức quá lung túng giữa hai vai trò tiền vệ hay tiền đạo như ở trận đấu trước đó. Mặc dù vẫn có một vài tình huống không chế bóng không tốt và dẫn đến giai đoạn tình huống tổ chức lên bóng của tuyển Việt Nam, nhưng Văn Đức vẫn là mắt xích đảm bảo được tính an toàn trong hệ thống phòng ngự từ xa. Chính Văn Đức di chuyển không bóng khôn ngoan để đón đường truyền từ Hoàng Đức trong tình huống phản công ở phút thứ 7 trước đội Úc. Chỉ hơi tiếc Quang Hải đã không tận dụng thành công ở pha dứt điểm sau đó. Thầy Park hiện khá tin tưởng Văn Đức bởi trong triết lý dùng người của ông, anh vẫn đang là nhân tố phù hợp. Nhưng như nhận xét của huấn luyện viên Trần Minh Chiến, khi tuyển Việt Nam đang phải ưu tiên nhiều hơn cho mặt trận phòng ngự, thì những cầu thủ Văn Đức Tiến Linh sẽ gặp khó khăn trong tổ chức lên bóng. Đó sẽ là thách thức rất lớn Văn Đức phải nỗ lực để vượt qua. Nếu vẫn mắc sai số, rất có thể suất đá chính của Đức sẽ rơi vào tay cầu thủ khác giàu tính chiến đấu hơn như Văn Toàn, Đức Trinh hay Tuấn Hải chẳng hạn. Tin tiếp theo, xác định quốc gia 99% đăng cai AF Cup 2021. Thưa quý vị, địa điểm thi đấu tập trung AF Cup 2021 đã lộ diện với quốc gia bất ngờ giành quyền đăng cai giải đấu lớn nhất Đông Nam Á. Với sự quyết tâm của liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AF Cup 2021 sẽ khởi tranh cuối năm nay theo hình thức thi đấu tập trung thay vì đá sân nhà sân khách như trước. Vấn đề duy nhất lúc này là lựa chọn địa điểm tổ chức giải đấu. Hiện có 3 quốc gia cạnh tranh quyền đăng cai AF Cup 2021: Thái Lan, Singapore, Campuchia. Cả ba quốc gia tự tin tổ chức tốt giải đấu nhờ kinh nghiệm cũng như tình hình dịch bệnh ổn định. Mới đây, nước chủ nhà của AF Cup 2021 đã được tiết lộ. Cụ thể, đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình AF Cup 2021 tại Việt Nam xác nhận Singapore sẽ 99% là quốc gia đăng cai AF Cup 2021. Cú đảo Sư Tử là nơi tổ chức giải đấu lớn nhất Đông Nam Á, lần đầu tiên năm 1996, có thêm 3 lần làm đồng chủ nhà đăng cai vòng bảng. Đơn vị giữ bản quyền AF Cup 2021 ở Việt Nam cho biết, Hiện tại với tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, Việt Nam rất khó có thể đăng cai tổ chức AFF Suzuki Cup 2020 khi đang là đương kim vô địch của giải đấu. Gần đây, Thái Lan cũng rất nỗ lực trong việc xin phép được đăng cai tổ chức. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất, 99% địa điểm tổ chức sẽ là Singapore. Singapore đang áp dụng chính sách nới lỏng việc giãn cách và kiểm soát khá tốt tình hình dịch bệnh. Quy trình bong bóng khép kín sẽ được áp dụng trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. AF Cup 2021 diễn ra từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 tới ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chính thức công bố thời gian diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AF Cup 2021 vào 14 giờ ngày 21 tháng 9 tại Singapore. Nhóm phân hạng hạt giống cũng đã được xác định. Tin tiếp theo, đội tuyển Trung Quốc được Tây Ban Nha hỗ trợ nhận lợi thế bất ngờ khi thi đấu đội tuyển Việt Nam. Gulay của Trung Quốc được câu lạc bộ chủ quản tại Tây Ban Nha tạo điều kiện tối đa để anh này thi đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Sau lượt trận thứ hai vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc lập tức sang UAE tập huấn chuẩn bị trận đấu với Việt Nam diễn ra ngày 7 tháng 10. Trong chuyến hành trình này, huấn luyện viên dự kiến chia tay cầu thủ trụ cột Gulay. Anh phải trở lại câu lạc bộ chủ quản Espanyol chuẩn bị các trận đấu tại La Liga và Champions League. Theo lịch trình mới nhất của Espanyol tại La Liga, họ có trận gặp Real Madrid vào ngày 3 tháng 10. Chỉ 4 ngày trước trận Trung Quốc gặp Việt Nam, đây là khoảng thời gian không mấy thuận lợi để Gulley thi đấu và nhanh chóng hội quân cùng tuyển quốc gia. Tuy vậy, theo thông tin mới nhất từ báo giới Trung Quốc, câu lạc bộ Espanyol đã tạo điều kiện hết sức cho Gulley để anh này toàn tâm toàn ý thi đấu cho đội tuyển xứ tỷ dân. Theo đó, Gulley được phép không thi đấu tại La Liga ngày 3 tháng 10, thay vào đó anh hội quân sớm cùng tuyển Trung Quốc tại UAE. Gulley cho biết anh sẽ nỗ lực hết mình với mục tiêu giúp đội nhà giành 3 điểm trước Việt Nam. Việc đội bóng đến từ châu Espanyol đã tạo điều kiện hết sức cho Gulley tập trung thi đấu cho Trung Quốc được báo giới xứ tỷ dân xem là món quà bất ngờ. Cụ thể, tờ 163 khẳng định tầm quan trọng cực lớn của Gulley trong cách vận hành lối chơi của tuyển Trung Quốc. Qua đó, nếu Gulley được toàn tâm toàn ý chuẩn bị trận gặp Việt Nam sẽ cực kỳ tốt cho đội bóng này. Ngoài việc thua cả hai trận gia quân, Trung Quốc còn là đội duy nhất của bảng B chưa ghi bàn nào. Thành tích khiến họ đứng chót bảng, dù có cùng không điểm giống Việt Nam nhưng thua hiệu số âm 4 so với âm 3. Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra ngày 7 tháng 10 tại UAE, sân trung lập được Trung Quốc lựa chọn. Trận đấu tới cũng được đánh giá là trận chung kết ngược của bảng B giữa hai đội bóng cho tới lúc này chưa giành được điểm nào ở vòng loại thứ ba. Tin tiếp theo, Trung Quốc sẽ sa thải huấn luyện viên trưởng nếu thua Việt Nam. Huấn luyện viên và đội tuyển Trung Quốc đang chịu sức ép cực lớn trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022. Đáy bảng, trận đấu này diễn ra ngày 7 tháng 10 tới đây tại UAE. Do quy định kiểm soát dịch COVID-19, đội tuyển bóng đá Trung Quốc không được thi đấu trên sân nhà ở vòng 2. Thay vào đấy, thay cho ông Li phải thi đấu tại UAE. Tới vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc CFA quyết định phải chọn UAE làm điểm thi đấu các trận sân nhà. Áp lực đang tăng lên với huấn luyện viên Li trước trận đấu với Việt Nam khi hai lượt trước đó Trung Quốc lần lượt thua Úc 0-3, Nhật Bản 0-1. Dù cùng trang tay, tuyển Trung Quốc thậm chí bị xếp ở đáy bảng dưới cả Việt Nam do kém chỉ số phụ. Ở trận thua Úc, đội bóng cùng Li Tie lép vế hoàn toàn trước đối thủ. Trung Quốc bị bao giới nước này chỉ trích không có mảng miếng nào để Úc kiểm soát bóng hoàn toàn. Quyết tâm của Trung Quốc ở trận đấu ngày 7 tháng 10 tới đây rất lớn, thể hiện qua việc ông Li Tie và học trò đã đến UAE sớm một tháng, hiện đang tích cực tập luyện. Thủ quan Gucci mới đây cho biết, Trung Quốc dốc toàn lực cho trận đấu với Việt Nam. Truyền thông Trung Quốc dự báo, nếu tiếp tục để thua từ Việt Nam trong cuộc đối đầu ngày 7 tháng 10 tới đây tại UAE, ông Li Tie sẽ bị sa thải. Tờ Sohu nhận định, Trung Quốc có thể bị gạt ra khỏi cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết World Cup. Các trận đấu còn lại ở bảng B, đặc biệt cuộc đối đầu với Việt Nam đều là những trận cầu sinh tử. Quyết tâm rất lớn Theo báo này, người hâm mộ Trung Quốc có thể chia sẻ với việc đội bóng để thua Úc và Nhật Bản vì đây là hai quốc gia có nền bóng đá phát triển tốt hơn. Nhưng nếu thua Việt Nam, ông Li nên soạn sẵn đơn từ trước. Sohu cho rằng các thất bại trước Úc và Nhật Bản một phần bắt nguồn từ những đánh giá không chính xác của huấn luyện viên Li Tie với đối thủ. Các vấn đề này cần được khắc phục khi Trung Quốc gặp từ Việt Nam. Trên thực tế, truyền thông Trung Quốc bàn luận về khả năng ông Li phải ra đi sớm. Cách đây không lâu, trang 163.com đưa tin CFA đang tính tới việc sa thải ông Li và đưa về huấn luyện viên lừng danh người Ý Marcelo Lippi. Thông tin này dù vậy chưa được CFA xác thực. Hồi đầu năm 2020, chính CFA chia tay ông Lippi và huấn luyện viên Li một cựu tuyển thủ Trung Quốc, được đưa lên thay. Quyết tâm của Trung Quốc ở trận đấu ngày 7 tháng 10 tới đây rất lớn, thể hiện qua việc ông Li Tie và học trò đã đến UAE sớm một tháng, hiện đang tích cực tập luyện. Thủ quân Gucci mới đây cho biết Trung Quốc dốc toàn lực cho trận đấu với Việt Nam. Trong khi đó, từ Việt Nam dự kiến chỉ lên đường sang UAE sau ngày 30 tháng 9. Sau trận với Úc, thầy cho ông Park có một tuần nghỉ ngơi và tập trung trở lại vào tuần này tại Hà Nội. Hàng thủ vẫn là tuyến khiến thầy Park khó yên tâm khi nhiều trụ cột đang trong tình trạng chấn thương hoặc vừa bình phục như Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Trung. Trường hợp Văn Hậu theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải phẫu thuật tại Hàn Quốc, chắc chắn vắng mặt trong các trận sắp tới đây của tuyển Việt Nam tại vòng loại 3 World Cup. Ông Park đồng thời phải để ý một vấn đề khác, dấu hiệu quá tải của các trụ cột của đội, đặc biệt là hàng phòng ngự. Kết thúc trận đấu với Trung Quốc, Việt Nam sẽ bay thẳng sang Oman để chuẩn bị trận đấu ngày 12 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.